Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 16 tháng 9 tại huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Đây là dịp để tuyên truyền cho mọi tổ chức cá nhân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường sống. Trong những năm qua, các hoạt động bảo vệ môi trường đã được nhiều địa phương trong tỉnh chú trọng, trong đó thu gom xử lý rác thải ở vùng nông thôn đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần cùng cả nước xây dựng môi trường ngày một xanh sạch đẹp hơn. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn về điều này. Với địa bàn trải rộng, nhưng nhiều năm qua, cùng với công tác tuyên truyền vận động thực hiện việc thu gom rác thải thường xuyên, nên nhiều xã vùng sâu vùng xa của huyện Nam Hà, người dân đã ý thức cao trong việc bỏ rác đúng nơi quy định. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan ở khu dân cư ngày càng xanh, sạch đẹp. Việc mà bỏ rác là chúng tôi cũng rất có ý thức, chúng tôi bỏ rác đúng nơi quy định. Và việc cái đội vệ sinh công cộng thì người ta thu gom rác thải rất là đều, rất là có trách nhiệm, góp phần rất lớn cho cái việc bảo vệ môi trường. Nhìn chung thì đa số là bà con và các hội dân thì người ta cũng ý thức được cái vấn đề vệ sinh môi trường. Cho nên trong đó là nó cũng thuận tiện cho cái việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Cùng với xây dựng đề án thu gom rác thải, những năm qua, các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển, nhất là xây dựng các bãi xử lý rác thải tập trung nhằm xử lý rác thải ở địa phương. Đến nay, việc thu gom rác thải sinh hoạt ở thành thị cũng như vùng nông thôn đã được hầu hết các huyện trong tỉnh triển khai thực hiện. Huyện Lạc Dương cũng sẽ tổ chức là tuyên truyền cho bà con, nhân dân tại địa bàn thị trấn Lạc Dương và cũng như địa bàn các xã trong công tác là thu gom vệ sinh rác thải, bỏ đúng nơi quy định của địa phương. Đồng thời cũng như là các cơ quan liên quan sẽ thực hiện cái việc thu gom rác, xử lý đảm bảo đúng theo quy định. Ngoài ra thì cũng nhân ngày làm cho thế giới sạch hơn thì cũng sẽ tổ chức là treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng trong cái việc thu gom vệ sinh môi trường, để từ đó người dân nhận thức được tầm quan trọng của cái việc bảo vệ môi trường, đồng thời cũng góp phần chung vào cái công tác bảo vệ môi trường chung của toàn huyện. Ngày 22 tháng 9 năm nay được chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động để tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày làm cho thế giới sạch hơn. Chủ đề của Ngày làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 là quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn hiện nay. Hưởng ứng chương trình này, cùng với cả nước, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình, điển hình như tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh, thu gom xử lý rác thải, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và phổ biến các quy định luật bảo vệ môi trường rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Việc thu gom xử lý rác thải chúng tôi chủ yếu là thu gom cái rác thải sinh hoạt. Ở trong đó thì gắn với một số những cái chương trình mà gắn các xã thị trấn đã tổ chức thực hiện. Và sau khi đó thì tôi vẫn tổ chức là phối hợp các xã để thu gom triệt để và thu gom làm sao đó đạt được hiệu quả cao nhất. Trung tâm đã phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện tốt nội dung này, đặc biệt là trong những cái ngày kỷ niệm lớn trong năm thì đã phối hợp thường xuyên với đài phát thanh huyện cũng như là thông tin những cái ba lô tuyên truyền và những cái khẩu hiệu lên cổng chào điện tử ở hai đầu thị trấn để mọi người thực hiện, và chúng tôi cam kết rằng là thực hiện đúng theo đề án phê duyệt và làm sao đó để xây dựng một cái đô thị có dân đoàn kết, xây dựng văn hóa dân cư và xây dựng một cái nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Hưởng ứng cái ngày làm cho thế giới sạch hơn thì về phía đơn vị chúng tôi thì cũng tập trung phối hợp với các địa phương trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền để làm sao chúng ta nâng cao cái ý thức của người dân để thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định và thực hiện tốt cái việc mà thu gom vận chuyển rác thải, tránh cái tình trạng là vứt rác thải bừa bãi làm ô nhiễm môi trường một số khu vực trên địa bàn các xã. Bảo vệ môi trường cảnh quan chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Cùng với lễ meeting hưởng ứng Ngày làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng cũng kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường, xử lý rác thải
vì một môi trường bền vững, sạch đẹp hơn.